Vâng, xin gửi lời chào tới các bác cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất Hải Dương với hotline tư vấn là 0968228889. Và ngày hôm nay thì em Việt mới về thêm một chiếc xe được mệnh danh là dòng xe quốc dân tại thị trường Việt Nam. Bền bỉ, lành và tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành sửa chữa linh kiện rẻ, có thể nói là một trong những ưu điểm lớn nhất của chiếc Vios tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì ở đây em đang có là một chiếc Vios phiên bản E số sàn. Đấy, xe gia đình chuẩn xịn, chăm. Lăn bánh được 6 vạn km, đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên màn hình, cảm biến cảnh báo va chạm cũng như là cam lùi phía sau. Tất cả tình trạng xe đều được cam kết nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích. Và ngoài ra thì sau khi bán, bên em vẫn còn bảo hành cho quý anh chị trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo. Và hiện tại thì đang có sẵn tại showroom của em Việt ở 175 đường An Định, thành phố Hải Dương. Con này nếu các anh chị chúng ta muốn làm trả góp thì các bác hoàn toàn có thể vay được số tiền lên tới khoảng 60-70% giá trị xe. Và em có thể hỗ trợ trả góp trên tất cả tỉnh thành trên cả nước, chỉ cần các bác trực tiếp nhấc máy và alo cho em. Vậy thì chất lượng của chiếc xe ra sao? Ngay bây giờ các bác hãy cùng dành ít phút để chúng ta theo dõi về chiếc Vios E này các anh chị nhé. Phải nói màu trắng thì cũng rất là nhã nhặn, đúng không ạ? Và thông thường Vios chúng ta thấy là màu vàng cát, màu đen hoặc màu bạc thì nhiều. Đấy, nhưng mà màu trắng thì chúng ta thấy nhìn cái form của nó cũng rất đẹp ở cái thế hệ 2018 này. Và đầu tiên thì các anh chị đi ngay giúp em vào phần đầu của chiếc xe. Một chiếc xe đẹp thì chúng ta có thể thấy ngay đó là từ cái đèn pha của nó này. Các anh chị thấy gần như nó không có một vết ố, tất cả tình trạng trong suốt như pha lê, đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Hay đường khe kẽ, đường mép các bác thấy nó đều nó thẳng tăm tắp như này, thì chứng tỏ chiếc xe không bị đâm xô, không bị va chạm, kể cả phần đèn gầm phía dưới luôn các bác nhá. Phải nói đây là một chiếc xe thực sự đã được chủ nhân cũ người ta đi rất là cẩn thận và giữ gìn. Đấy, nên là cái ngoại thất của nó phải nói là còn cực kỳ đẹp. Đấy, với một chiếc xe 2018 như này, sơn xi bóng này, không có nhiều vết xước sát. Đấy, và tất cả tình trạng đèn thì em quay kỹ này để cho các bác có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe. Bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS và xi nhan thì có tích hợp trên gương chiếu hậu. Đấy, chiếc này thì chúng ta thấy là chủ nhân mới đi hết một dàn lốp thôi. Đấy, vừa thay lốp xong. Đấy, la răng cũng còn khá là ok. Và cái chi tiết ở dưới khu vực ba vô lê thì chúng ta thấy nó đều này, nó không có những sự xô lệch, thì điều đó là cũng là một cái để chúng ta kiểm tra với một chiếc xe đã qua sử dụng. Chút xíu nữa thì khi kiểm tra tới phần gầm em sẽ quay cho các bác để các anh chị có thể đánh giá được tổng thể của xe này. Đấy, về che mưa cũng có rồi. Vâng, các bác có thể đi một vòng ngoại thất của chiếc Vios E này để chúng ta đánh giá được cái tình trạng của nó. Đấy, phần đèn hậu đây rất đẹp luôn, có cảm biến cảnh báo va chạm. Đây là chi tiết chủ nhân cũ nâng cấp lên các bác nhé. Cam lùi cũng có luôn rồi. Nói chung là con này thì mua về các bác chúng ta chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi, không cần phải làm gì cả. Đấy, tất cả đều bao zin toàn tập cho các bác. Vâng, lỗi quý anh chị chúng ta có thể trả xe và em Việt hoàn tiền 100% cho các anh chị, được chưa ạ? Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 5,8 lít trong 100 km và đường ngoài đô thị là 5.0. Phải nói là siêu tiết kiệm, đúng không ạ? Một chiếc xe bền bỉ và lành tính. Vậy thì tiếp tục chúng ta hãy cùng em kiểm tra tới nội thất của chiếc xe này. Vâng, nội thất của chiếc xe thì kết hợp giữa màu đen và màu kem các bác nhé. Và phải nói là chiếc xe này được chủ nhân đi rất cẩn thận, nên các bác có thể thấy là cái chi tiết này. Đấy, nhựa nhưng mà nó không có những vết xước sát hay là vết bẩn quá nhiều. Đấy, xe được trang bị một kính auto rồi. Đấy, gương chỉnh điện và có gập gương tự động các bác nhé. Đó, và đây. Đấy, khu vực bản Pablo, chủ nhân đi rất là cẩn thận. Ghế cũng là ghế da các này. Đấy, và mới tinh luôn. Và con này thì bao zin cho các anh chị từng con ốc. Đấy, từng cái tem, từng cái mác, tất cả đều nguyên bản, sản xuất năm 2018 này. Đấy, tất cả đều zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z. Đấy, con này cũng đã được nâng cấp lên màn hình rồi, xe lăn bánh chuẩn 6 vạn. Đó, tất cả tình trạng nội thất phải nói là còn rất là mới cho chiếc xe này. Và em có thể nổ máy nhá. Đấy, các bác có thể nghe tiếng máy nổ rất êm. Đó, và mức công dâm mét thì hiện tại đang dừng là 6.732 km. Đây là màn hình này. Đấy, màn hình các bác có thể thấy chúng ta còn có cả cam lùi khi các anh chị chúng ta vào số lùi, rất ok đúng không ạ? Tất cả tình trạng xe hoạt động một cách trơn tru và điều hòa thì mát lạnh. Một chiếc xe thực dụng mà mẫu này thì chúng ta hoàn toàn là có thể về các bác để đi gia đình. Đấy, hoặc là các anh chị chúng ta lại chạy dịch vụ, bốn chiếc xe cũng rất ok. Đấy, nhưng mà nếu con này đã qua dịch vụ rồi thì các bác thấy là chất xe nó sẽ không đẹp như này, đúng không ạ? Đấy, nên là thà các bác mua một chiếc xe đẹp, xe gia đình chuẩn như này thì các anh chị về chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đấy, hơn là các bác tham rẻ, chẳng hạn các anh chị mua phải những cái mẫu xe mà qua taxi dịch vụ thì nó sẽ không đảm bảo chất lượng đâu,
Đó, phải nói là nội thất của chiếc xe này cũng còn rất ok. Và phía dưới này thì các bác thấy lốp dự phòng nhá, mà tôn sắt xi. Còn rất mới luôn. Vâng, rất mới luôn. Đấy, cho chiếc vai ớt đen này. Đó, và đây bản tapi cánh cửa. Em quay rất kỹ và rất cẩn thận để cho các bác có thể tham khảo đấy, về tình trạng hiện tại của chiếc xe này đó như thế nào. Và một chiếc xe đẹp, một chiếc xe chất thì nó phải như vậy. Vậy thì tiếp tục mời quý anh chị chúng ta hãy cùng kiểm tra tới phần động cơ của chiếc xe. Vâng, đây có khối động cơ đua VVTi nổi tiếng của thương hiệu Toyota. Và riêng chiếc xe này thì cam kết cho các bác là zin tủ răng gioăng dàn cò các bác này. Đấy, con này thì máy số nguyên bản rồi. Đấy, vâng, quá đẹp luôn, mà ra máy nó tươi, xe chạy ít nó phải như vậy các bác nhá. Đấy, tất cả tình trạng xe cam kết zin nguyên bản, các bác hoàn toàn có thể là đem đi check hãng một lần nữa thoải mái trước khi mà chúng ta giao dịch. Vậy thì nếu mà chúng các bác vẫn còn cảm thấy chưa yên tâm thì xin ngay bây giờ xin mời các bác hãy cùng em Việt chuyển xuống phần gầm. Gầm cũng là một trong những chi tiết rất quan trọng để các bác đánh giá được chất lượng chiếc xe, đúng không ạ? Vậy thì đây là phần gầm của chiếc Vitara 2018, và để có thể nhìn rõ thì em quay cho các bác luôn. Đấy, đầu tiên để có thể xác định một cái máy số còn zin hay không thì các anh chị có thể thấy là ngay từ cái gioăng đỏ này, nguyên bản của động cơ nó vẫn còn. Đấy, và từng con ốc tất cả không có những dấu vết bị vắt. Và một cái điểm nữa là chúng ta kiểm tra hệ thống càng. Đấy, nó đẹp như này, nó không có những cái vết méo mó hàn nắn, thì điều đó chứng tỏ chiếc xe nó không bị đâm va hay là sập gầm các anh chị nhá. Đấy, con này phải nói là gầm quá đẹp luôn. Đấy, các bác thể thấy hệ thống ống xả của nó này vẫn còn trắng tinh, hay là phần sắt xi bên dưới vẫn còn xanh nét theo thời gian. Và đặc biệt đó là cái chi tiết ba vô lê nó thẳng tăm tắp như này. Đấy, đó là một kinh nghiệm để các anh chị chúng ta mua một chiếc xe đã qua sử dụng, chúng ta nên kiểm tra thêm phần gầm để có thể đánh giá được cái chất lượng một cách tổng thể. Đấy, không cần phải mang ra hãng, bằng các anh chị nhìn như thế này là các bác cũng có thể thấy chất lượng của chiếc xe rồi. Đấy, ống xả đây trắng tinh luôn, và hệ thống răng phía sau. Đấy, các bác thấy là nó không méo mó thì hoàn toàn là có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe này, đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Vâng, vậy thì sau khi xem hết clip của chiếc Vitara này, các bác cũng có thể đưa ra được đánh giá chất lượng của nó hiện tại ra sao, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay với chiếc Vitara màu trắng Ngọc Trinh em Việt đang có, đang được chào bán chỉ với giá 370 triệu, có thương lượng cho bác nào thiện chí thì hãy trực tiếp nhấc máy alo cho em theo hotline 0968 22 8889 để được hỗ trợ và tư vấn về chiếc xe này, được không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi xe ngày hôm nay của kênh YouTube Việt Xế Chất, và các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe chất lượng sắp về tại showroom của em Việt ở 175 đường An Định, thành phố Hải Dương các anh chị nhé.